Thì Vân đi giao máy xắt gạo A3000 cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy gạo Như Ngọc ở Cờ Đỏ nha anh em. Và bây giờ là máy đã chuyển về tới đại lý công ty gạo Như Ngọc. Và chút xíu Vân sẽ test máy để cho khách hàng nha. Thì Vân sẽ test máy xắt gạo A3000 để bàn giao cho khách nha anh em. Được rồi, cho nó cắm nguồn thôi. Chỉ có xiết cái này vô thôi. Đấy. Chỉnh cho gà nó chẳng thì mình xiết cái này vô thôi. Mình đưa cái này ra. Xiết cái này vô cho gạo nó ra ok, cái cho mình xóa cái này lại. Cái này. Cái này là chỉnh gạo chẳng á. Chỉnh gạo chẳng là cái này. Chỉnh vô nha. Mình mặc đúng rồi, mình xiết vô là gạo nó chẳng á. Mình chỉnh cái nào vừa được. Nó bẻ dòng mini, dòng sử dụng gia đình thôi chứ không phải như cái dòng mà mình làm để được và cái này giống như là nhà máy mình chở khoảng 50.000 á, rồi dòng mình lấy lúa mình thử nha, mình thử lúa trước mình coi nha. Cái này là mình chỉ mua lúa mình thử để mình kiểm tra gạo thôi, chứ còn nếu mà cái công ty lớn này là mình dùng cái máy công nghiệp kia là bóc nước nguyên xong mà cho vô lâu thì gạo nó không bị bể. Cái này mình chỉ thử thôi.